Cô có cần giải thích với mọi người một chút không? Cô bày mưu tính kế trà trộn vào bữa tiệc sinh nhật này, rốt cuộc là có mục đích gì? Mọi người đều muốn có một lời giải thích đúng không? Nói thật đấy, cô đừng có mà bịa chuyện. Người ở đây không phải dễ lừa đâu. Đúng, tôi đúng thật là trưởng phòng sáng tạo của một công ty quảng cáo cấu trúc. Tôi họ Tần, Tần trong Tần Thủy Quan, Tần có một chữ Ý. Công ty sự kiện tổ chức tiệc sinh nhật hôm nay là bạn làm ăn của công ty quảng cáo cấu trúc chúng tôi. Nhân viên vốn hôm nay phải tới đây làm việc vì bị bệnh nên phải tới bệnh viện truyền nước. Mà tôi đã học lớp huấn luyện phục vụ chuyên ngành, cũng có chứng nhận tốt nghiệp, cho nên hôm nay được gọi tới làm thay. Xin hỏi câu trả lời này đã đủ hài lòng chưa? Mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Xin lỗi nhé, cô cứ đi lo việc của cô đi. Vậy tôi đi làm việc đây. Rốt cuộc là ngón tay nào của cô có thể hội họa được thế? Dám dùng tác phẩm của tôi mạo nhận là của mình. Tôi cũng có hơi say rồi. Tự cô biết mà làm. Thiên Kỳ, cô gái vừa nãy là... Cô gái, đó cũng tính là cô gái à? Hung dữ như sư tử ấy. Nhưng vừa rồi cô ấy giúp em giải dây. Em để cô ấy là Trang Hảo Hán. Đúng rồi, vừa nãy cô ấy nhắc đến công ty quảng cáo gấu trúc gì đó. Đúng rồi, gấu trúc chẳng phải là công ty quảng cáo mà em mời tham gia cuộc thi so sánh ý tưởng sao? Em đi tìm họ. Tần Ý, xin chờ một lát. Anh Sở, xin hỏi anh có chuyện gì không? Vừa rồi nó có chỗ nào đắc tội, đều là tôi không tốt. Xin hỏi vị này là... Đây là đồng nghiệp của tôi. Sở Tổng, hôm nay thật sự rất xin lỗi, gây rắc rối cho anh rồi. Ở đây tôi xin lỗi anh. Tôi không có ý đó. Tôi ra đây là muốn nói với cô một chuyện. Tôi hy vọng dự án quảng cáo lần này công ty của cô có thể tham gia. Thật không? Cảm ơn anh tin tưởng chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội này. Anh yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy sau này chúng ta hẹn một thời gian họp với nhau nhé. Chúng tôi đi trước đây. Tần Ý, có gì gì nữa không? Giọng hát của cô rất hay. Cảm ơn. Này, cậu nói câu gì đi chứ? Vừa lên xe đã sầm mặt ra như vậy, tôi đắc tội cậu à? Không sợ đối phương giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Tôi nghĩ hôm nay coi như tôi đã hiểu được câu nói này rồi. Tôi hiểu rồi. Đồng đội ngu như heo này là đang nói tôi phải không? Nói xem, tôi ngu chỗ nào? Cậu còn chưa đủ ngu à? Vừa rồi khi người họ Sở đó đi tới, cậu xông ra phía trước làm gì? Tôi sợ anh ta làm chuyện bất lợi với cô. Làm sao? Cậu sợ anh ta đánh tôi chắc? Đánh nhau? Chưa chắc anh ta đã là đối thủ của tôi đâu. Chuyện này còn không phải là do cậu gây ra sao? Nếu không phải do cậu nhất thời nổi hứng hát đoạn nốt cao giúp anh ta, bây giờ chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Cho nên bảo cậu ngu như heo mà cậu còn không thừa nhận. Cậu tưởng là tôi vì xúc động mà hát giúp anh ta à? Là tôi cố tình đó. Tôi muốn anh ta chú ý đến công ty của chúng ta. Cậu không nghe thấy vừa rồi tôi đã không ngừng nhắc đến công ty của chúng ta, chính là đang quảng cáo đó. Chưa biết chừng trong số những người đó còn có khách hàng tương lai của chúng ta. Vậy giờ là tôi xem thường cậu rồi. Sai lầm của cậu không phải là ở chỗ xem thường tôi, mà là ở chỗ làm việc không chịu động não. Được, tôi đầu hàng rồi. Nói chung tôi không bao giờ nói thắng được cậu. Hân Hữu Ninh, biết em uống say rồi mà anh vẫn còn lái xe lâu như vậy, sao vẫn chưa đến chứ? Chúng ta đến rồi, Thiên Kỳ.
Ai kéo em? Alo, sếp Đường. Phải, tôi hiểu. Xin lỗi nhé. Rất cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội lần này. Nhưng mà thời gian gấp quá. Hiện giờ tôi có một số việc quan trọng cần xử lý. Đúng. Thực ra ông có thể nhường cơ hội này cho những đồng nghiệp trẻ hơn. Khả năng ngoại ngữ của họ đều rất tốt. Tôi tin là nhất định họ có thể làm tốt công việc. Lần sau tôi nhất định sẽ nhận lời anh. Hủ Ninh, anh ồn quá. Cảm ơn sếp Đường. Tạm biệt. Bye bye. Ông làm gì vậy? Như vậy nguy hiểm lắm. Nào nào, hạ chân xuống. Không phải lo. Chỉ là tôi ngồi lâu quá nên muốn đứng dậy hoạt động một chút. Sao tôi có thể không lo được? Tôi thấy chúng ta mau ra nước ngoài chữa bệnh thôi. Dù sao thì trình độ y tế của nước ngoài cũng tốt hơn. Đừng nghe họ nói loại bệnh này của tôi là vấn đề nan giải trên cả thế giới, đến đâu cũng không chữa khỏi được. Thà rằng tôi ở lại giúp Tiểu Kỳ quản lý công ty cho tốt. Yên tâm mà giao lại cho nó. Nếu tôi chết rồi, tôi cũng có mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Sở của bà. Bà bất chấp tất cả mà quyết lấy tôi. Kiểu gì tôi cũng phải xứng đáng với lời dặn dò của anh trai bà lúc lâm chung. Nói đến đây, tôi thực sự phải mau chóng giúp Tiểu Kỳ tìm một người bạn đời thích hợp để có người chăm sóc cho nó. Có thể quản lý nó, không đến nỗi như con ngựa Quan Đức Cương thế. Bà có người thích hợp sao? Ông không thấy đó sao? Gần đây tôi tích cực giúp nó xem mắt. Tôi thấy khó đấy. Bà đừng có nhìn thấy nó nói chuyện với cô gái nào cũng vui vẻ. Thực ra nó không nhìn trúng cô gái nào đâu. Tôi cho rằng trong lòng nó có chuyện. Chuyện gì? Tôi chỉ có cảm giác vậy thôi. Chỗ này cái gì cũng tốt. Chỉ là cách khu trung tâm hơi xa một chút. Buổi tối không kịp chuyến tàu điện cuối cùng. Vừa rồi những người lái xe cũng không ai tiện đường. Không có cách nào để đưa chị về được. Hay là chị ngủ lại đây đi. Vậy có làm phiền quá không? Không tiện lắm nhỉ? Không sao đâu. Nhà em có mấy phòng cho khách. Chị thấy không cần rắc rối gì đâu. Giường của em to như vậy. Chị ngủ dùng với em ở đây cũng được. Vậy sao được chứ? Em chưa bao giờ ngủ chung giường với người khác. Từ nhỏ em đã là công chúa mà. Chưa từng nếm thử cảm giác người một nhà chen chúc trên một chiếc giường. Chị đã từng thử rồi sao? Không. Điều kiện nhà chị cũng tạm tạm. Ba mẹ chị làm nghề gì thế? Ba chị làm gì ở phòng nghiên cứu 402? Thì ra gia đình chị cũng là thành phần tri thức hả? Cậu của bạn thân em cũng làm ở phòng nghiên cứu 402. Vậy ba của chị nghiên cứu dự án gì vậy? Ba chị không làm nghiên cứu ở phòng khoa học. Ông ấy chỉ là nhân viên hành chính thôi. Thì ra ba chị còn là lãnh đạo à? Vậy được rồi, đừng nói đến chuyện của chị nữa nào. Vừa rồi em nói, từ nhỏ đến lớn em đều ngủ một mình. Vậy sau này không định lý cho mà. Chuyện đó thì khác. Em có thể gối lên tay của người em yêu mà ngủ đến khi trời sáng. Vậy người đó đã xuất hiện chưa? Chắc là xuất hiện rồi. Nhưng mà em vẫn chưa chắc chắn lắm. Anh ấy đánh đàn rất giỏi đúng không? Làm sao mà chị biết? Em thích anh ấy. Nhưng mà em vẫn chưa biết ý anh ấy thế nào. Vậy thì em phải tạo ra nhiều cơ hội để thăm dò tâm ý của anh ấy. Tình yêu phải dũng cảm bày tỏ thì mới có được. Chị, có phải chị cũng rất thích anh của em không? Tâm địa chị tốt như vậy. Nếu chị có thể làm chị dâu của em thì tốt quá. Chị làm gì có tư cách đó chứ?
Đương nhiên chị phải thử xem sao. Vừa rồi chị bảo em phải dũng cảm bày tỏ cơ mà. Được, vì chị sẽ dũng cảm một chút. Em phải giúp chị đấy. Chuyện đó thì có gì đâu, em hứa đấy. Bọn họ là anh em tốt, chúng ta là chị em tốt. Đúng là quá hoàn hảo. Đừng có lắc lư như thế chứ. Đau lắm, đau đầu lắm. Tiểu Kỳ, em nằm xuống đã. Nào nào, đây là đâu thế? Đây là phòng khách. Em đúng là say không biết trời đất gì. Sao có thể say tới mức này chứ? Tức chết mất. Anh đi pha nước mật ong cho em. Cái gì? Đợi đã. Em muốn uống trà đặc, không muốn uống nước mật ong. Uống trà đặc gì chứ? Say rượu uống trà đặc sẽ hại thận. Mặc kệ, trà đặc. Trà đặc giải độ. Nước mật ong. Trà đặc. Mặc kệ em. Hân Hữu Ninh, anh lại đi rồi. Anh, này, sao anh để điện thoại ở đây làm gì? Anh, sao anh lại không nghe? Này, Hân Hữu Ninh, Hân Hữu, anh đi đâu thế? Này, vừa chạy đi đâu? Sao mà lâu thế? Lấy đồ cho em. Anh lấy cái gì? Sau lưng anh là gì thế? Đừng sốt ruột vội. Cái gì? Em đồng ý với anh một chuyện đã. Cái gì? Sau này không được uống say nữa. Được, sau này đến rượu em cũng không uống nữa. Nó không tịnh lòng. Ngay cả chính mình cũng không tin tưởng. Mặc kệ đi, anh đưa cho em. Nước cà chua à? Được đấy. Anh giận à? Đừng giận nữa. Anh có biết cô em chính là như vậy. Nhân dịp sinh nhật em gái em, tìm một đám con gái đến để em gặp gỡ. Em ở trong tiệc sinh nhật cũng không thể đối xử không công bằng với bên nào. Em cũng đành uống với mỗi người một ly. Em tưởng là tủ lượng của mình rất tốt, ai ngờ lại thành ra thế này. Anh cũng biết em làm như vậy là để ứng phó với cô em mà. Mặt khác, cũng là để những cô gái kia cảm thấy em rất đào hoa. Như vậy sau này, bọn họ sẽ không tới làm phiền em nữa. Em làm như vậy, còn không phải đều là vì anh sao? Thiên Kỳ, anh xin lỗi. Xin lỗi. Anh cũng không nên trách mắng em như vậy. Em cũng biết anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em. Em đừng như vậy được không? Nếu không anh sẽ đau lòng đấy. Cho nên anh đã thứ cho em rồi. Không giận nữa rồi. Thì ra là em giả vờ. Thế nào, tài diễn xuất của em có thể nhận giải Oscar rồi chứ? Lại dám lừa anh à? Xem em còn dám nữa không? Đừng mà. Xem em còn dám nữa không? Em sẽ nôn đấy. Đừng làm nữa, xin anh đấy. Xin anh đấy. Xin anh đấy. Được rồi, sắp nôn rồi. Để em khỏi nôn ra thật. Vừa rồi là ai gọi điện cho anh đấy? Là tổng giám sát kênh của bọn anh, sếp Đường. Sao ông ta gọi cho anh muộn thế? Ông ta muốn hẹn anh à? Lấy đồ ra. Ông ta đang tìm một người dẫn chương trình xinh đẹp trong đài truyền hình để làm bạn dẫn với anh. Chuẩn bị tổ chức buổi phát sóng tin tức về hội nghị thượng đỉnh tài chính thường niên ở Thâm Quyến vào ngày kia. Vậy thì tốt quá, ngôi sao lớn.
Như vậy thì đẳng cấp của anh sẽ được tăng lên rất nhiều. Anh đã từ chối rồi. Tại sao? Bởi vì vừa sáng sớm anh đã phải bay đến Thâm Quyến, còn em đến bây giờ vẫn còn đang diễn dở đêm nay tỉnh rượu ở chỗ nào. Anh bay kiểu gì đây? Lại tại em. Em làm cái gì cũng không tốt, chỉ khiến anh lo lắng cho em. Giờ lại hạ anh bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Anh như vậy làm sao em xứng với anh chứ? Nghìn vàng khó mua được nụ cười. Em không cần nghĩ nhiều như vậy. Không được. Lần này em nhất định phải nhìn thấy anh dẫn chương trình đó mới được. Giờ anh gọi điện thoại với họ. Việc của anh đã xử lý xong rồi. Bảo ông ta lập tức đặt vé máy bay cho anh. Sáng sớm mai anh sẽ bay đi Thâm Quyến. Thôi bỏ đi. Anh đã nói là anh từ chối rồi. Chuyện này bỏ qua đi, được không? Không được. Em ngoan nào, nghe lời anh đi. Anh đi pha nước mật ong cho em. Không được. Hân Hữu Ninh, anh lấy đồ ra lắm nước mật ong thế. Hân Hữu Ninh. Sếp Đường, thật xin lỗi, tôi không nên làm khó cấp trên, khiến ông mất công tìm người thay tôi. Giờ tôi giải quyết xong việc ổn thỏa rồi. Sáng sớm mai hoàn toàn có thể bay tới Thâm Quyến, để thông báo của ông Hân Hụ Ninh. Nhanh gì à? Hân Hụ Ninh, điện thoại của anh kêu kìa. Sao anh không nghe? Điện thoại kêu mà không nghe. Dứt đi nhé. Mau lên, điện thoại kêu kìa. Alo, sếp Đường. Đúng, tôi vẫn chưa ngủ. Ông đã đặt xong vé máy bay rồi. Ông đã gửi số hiệu chuyến bay tới cho tôi rồi. Được. Tôi biết rồi. Gặp ông ở Thâm Quyến. Sếp Đường này, làm sao biết được chắc chắn anh có thể đi chứ? Đúng thế. Kỳ lạ thật đấy. Anh hỏi em thì em hỏi ai? Hân Hữu Ninh, thật ra anh rất muốn đi đúng không? Đương nhiên. Vậy anh còn không mau đi thu xếp hành lý đi. Đi nào, em giúp anh. Đợi đã, em sai thế này rồi. Vậy em giúp anh xếp hành lý, chắc chắn là sẽ nhét bừa vào. Thôi ngồi yên đi, để anh tự làm. Anh tự làm được rồi. Tự anh làm ư? Buông anh ra, để anh đi xếp hành lý. Em có thể giúp anh mà. Ngoan nào. Thiên Kỳ. Cảm ơn nhé. Cái gì? Không có gì. Kiki, phương án của công ty quảng cáo đều in ra rồi chứ? Ở chỗ tôi đây, đang định mang qua. Không cần, đưa tôi đi, tôi cầm dao. Lục Na, ngày càng xinh đẹp đấy. Hoàng tử Bạch Mã chắc sắp đến rồi. Chưa biết chừng đã đến rồi ấy. Cô ấy là vào phòng trưởng phòng để gây sốt rồi. Sốt ư? Bao nhiêu độ thế? Bao nhiêu độ? Thì nhiệt kế bình thường không thể đo được. Tóm lại là mức có thể hỏng cả đầu óc. Nói ghẻ tôi. Cô động được vào Bạch Cốt Tinh à? Xin cô đi, đừng có dùng từ đó được không? Cô ta mà cũng xứng làm cốt cán tinh anh cổ cùng trắng à? Ây da, tôi thấy là Kỳ Kỳ đang nói tới nhân vật trong Tây Du Ký bị Tôn Ngộ Không đuổi đánh đấy chứ. Thông minh,
Người ta chính là muốn ăn thịt Đường Tăng thôi. Vậy mọi người nói xem, sếp Sở có phải là Đường Tăng của cô ấy không? Sếp Sở, đây là phương án sáng tạo của công ty quảng cáo. Cô đều xem rồi chứ? Có bên nào khá xuất sắc không? Xuất sắc thì không tới, nhưng có hai công ty cũng tạm được. Tôi đã để ở bên dưới cùng rồi, bởi vì tôi sợ sau khi anh xem xong hai công ty đó rồi sẽ không muốn xem tiếp theo nữa. Rất tốt, làm việc là phải như vậy, chịu khó suy nghĩ một chút. Cảm ơn sếp Sở. Cô đi làm việc đi. Luna, sếp Sở có chuyện gì không? Chiếc áo sơ mi trắng này của cô rất đẹp. Thật sao? Anh Tiểu Kỳ, anh đang vẽ gì thế? Vẫn chưa vẽ xong, đợi lát nữa rồi xem. Anh vẽ gì thế cho em xem với? Em đợi một lát, vẫn chưa vẽ xong mà. Anh Tiểu Kỳ, anh xem áo sơ mi trắng anh tặng em nè. Hôm đó tôi đi qua cửa hàng, vừa nhìn đã thích nó rồi. Tuy hơi đắt một chút, nhưng tôi nghĩ vì chất lượng tốt mà mua nó thì rất đáng. Phẩm gì không tệ. Cảm ơn sếp Sở. Cô đi làm việc đi. Khả năng nói dối cũng không tệ. Chị, có phải chị rất thích anh của em không? Tâm địa chị tốt như vậy. Nếu chị có thể làm chị dâu của em thì tốt quá. Luna, tại sao ở đây chỉ có 8 phần? Công ty gấu trúc đâu? Luna, sếp Sở đang nói với cô kìa. Sếp Sở, sao thế? Tôi hỏi cô, tại sao ở đây chỉ có 8 phần? Của công ty quảng cáo gấu trúc đâu? Không phải ở trong đó. Đều ở đây hết rồi. Không phải nói 12 giờ đêm qua là người nhận bản thảo sao? Nếu chưa gửi qua email tới thì coi như là bỏ cơ hội so sánh bản thảo rồi. Chắc là họ không đủ can đảm để tham gia. Chắc là sợ bị loại rồi. Tôi thấy trong đó có phương án của hai công ty quảng cáo khá tốt. Đợi một lát. Không đúng. Trước kia họ tốn bao nhiêu tâm tư muốn có được cơ hội này. Sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được? Để tôi hỏi họ xem. Sếp Sở, anh đừng gọi điện. Tại sao? Bởi nếu anh gọi cuộc điện thoại này, các công ty quảng cáo khác sẽ cảm thấy anh rất không công bằng, rất thiên vị. Vậy cô nói xem, tôi nên làm thế nào? Tôi về văn phòng dùng máy tổng để gọi, như vậy chính thức hơn một chút. Được, vậy làm theo ý cô đi. Cô mau đi đi. Đợi lát nữa, xem cô ta xử lý thế nào. Cô nói xem cô ta có thù oán gì với công ty kia. Nói cái gì thế? Cô không hiểu đâu. Kệ cô đấy. Đến nơi an toàn, đã bắt đầu làm gì? Đừng có nhớ. Thế nào? Đúng là họ đã gửi tới rồi, nhưng có lẽ do đặt tên file không đúng, nên bị máy tính chuyển qua hộp thư rác. Tôi đã in ra rồi đây. Lệ Lệ, sao em lại ở đây? Sao họ lại cho em vào? Em nói với họ em là khách mời của chương trình của anh. Họ liền cho em vào. Nói thật đi, họ sẽ không vô trách nhiệm như vậy đâu. Được rồi, em thừa nhận. Em hối lộ bọn họ mỗi người một bao thuốc lá hiệu Trung Hoa. Có tiền nên tùy ý phải không? Cũng không hoàn toàn là thế. Họ biết anh có một số điện thoại cá nhân. So với số điện thoại công việc thì rất ít người biết đến số điện thoại này. Cho nên em có thể gọi ra được, chứng tỏ quan hệ của chúng ta rất thân thiết. Cho nên, em tìm anh có việc gì? Anh Hữu Ninh, chúng ta lên xe trước rồi nói được không? Đi nào.
Cô ơi, tôi đã nói với cô rất lâu rồi. Tôi thực sự không thể để cô lên đó được. Anh cho tôi vào đi. Tôi xin cô đừng có làm khó tôi nữa. Chỗ chúng tôi đây có quy định rất nghiêm ngặt. Tùy tiện cho người khác vào, tôi sẽ mất việc đó. Anh Hân, vừa rồi cô gái này cứ đòi lên tìm anh. Nhưng cô ấy không có số liên lạc của anh. Tôi quả thật là không dám để cô ấy lên. Xin lỗi, cô tìm tôi sao? Anh Hân, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Linda đi. Lần trước ở bãi biển, anh còn cứu con tôi. Tôi tới bày tỏ tấm lòng biết ơn. Vậy sao? Đây là danh thiếp của tôi. Ông chủ của chúng tôi muốn trao đổi với anh về chuyện chuyên đề chương trình. Hay là ngày mai cô đến đài truyền hình tìm tôi đi. Giờ tôi đang tan làm rồi. Anh Hân, thực sự xin lỗi. Không phải đã nói với cô rồi sao? Giờ là thời gian cá nhân của anh Hân. Hơn nữa chúng tôi đã hẹn cùng đi ăn tối rồi. Chắc không phải là cô muốn đi cùng chứ? Được không? Bữa tối này tôi mời. Con người cô sao lại như vậy? Lê Lê, hay là thế này đi. Chúng ta cùng mời cô gái này ăn tối, em thấy sao? Chúng ta cùng nhau. Được thôi. Này, lên xe đi. Cảm ơn. Đi đây. Lục Na, chúng tôi đi trước đây. Cô về cuối cùng nhớ tác điều quà nhé. Nếu không là bị sếp sợ mắng đấy. Biết rồi, mau đi đi. Bye bye. Bye bye. Không về à? Buổi tối tôi có hẹn, giờ đi thì hơi sớm. Vậy tôi đi đây. Bye bye. Phòng thị trường Sở Môn Trường Kỳ xin chào. Tôi tìm Kỳ Kỳ. Cô ấy không có ở đây, tan làm rồi. Anh gọi vào di động đi. Cô có phải là Lục Na không? Là tôi. Xin hỏi ai thế? Tôi là tổng giám đốc Phương của công ty quảng cáo Dương Quang Đạo. Lê Lê, em từng tới đây rồi. Chắc là em biết ở đây có món gì ngon. Vậy giao cho em gọi món nhé. Được thôi. Trước tiên, cho một chai rượu vang ngon nhất ở đây. Xin lỗi nhé. Lê Lê, anh lái xe, không thể uống rượu. Được. Vậy cho một bình trà đi. Chỗ chúng tôi có trà Phổ Nhĩ, Long Tỉnh, Đông Đỉnh Ô Long, Lục An Qua Phiến, Cúc Phổ. Lục An Qua Phiến đi. Mời ba dì đợi một lát. Cảm ơn. Lục An Qua Phiến, đây là trà gì? Đây là một trong những loại trà nổi tiếng ở Trung Quốc. Từng là trà tiếng cúng cung đình. Giờ hình như càng ngày càng hiếm rồi. Ở đây có thì chúng ta uống một chút đi. Anh Hân, Chủ tịch Dư của chúng tôi là một người rất hâm mộ anh. Ông ấy nói anh là người hiểu biết tài chính nhất trong số những người dẫn dắt kinh tài chính. Quá khen rồi. Tôi vốn rất có hứng thú với ngành tài chính. Thêm vào đó, tôi vốn học ngành kinh tế. Cho nên, đương nhiên sẽ hiểu biết một chút. Anh nói đúng. Con người ta phải làm việc mình thích. Và mình giỏi thì mới có thể làm tốt được. Về điểm này tôi đã trải qua rồi. Nhất là sau khi tới công ty mới này. Vậy cô Linda trước đây làm ngành nào? Công việc trước kia của tôi là trưởng phòng thị trường của công ty Sở Môn Trường Kỳ thuộc tập đoàn Nhật Quá. Được lắm. Quá ra cô chính là kẻ phản bội phòng thị trường của chúng tôi. Lê Lê, tôi nghĩ chắc là cô hiểu lầm rồi. Người bên ngoài đều đồn rằng tôi nhảy sang công ty đối thủ cạnh tranh của Sở Môn Trường Kỳ. Thực ra không phải. Tôi tới một doanh nghiệp khác. Bọn họ có một tạp chí thời trang. Tôi chỉ tới đó để quay lại làm ngành nghề mà mình yêu thích thôi. Có thật không vậy? Đương nhiên rồi, giờ là thời đại Internet. Cô có thể lấy điện thoại ra, tra là biết ngay thật giả. Được rồi. Là tôi trách nhầm cô rồi. Tôi xin lỗi cô. Xin hỏi có phải là anh Hân không? Chào cô. Tôi thích nhất là chương trình tài chính do anh dẫn dắt đấy. Tôi là người hâm mộ siêu cấp của anh. Cảm ơn. Anh Hân, tôi cũng là người hâm mộ anh. Có thể ký tên cho tôi không? Thực sự rất thích anh. Anh Hân, xin lỗi nhé, đợi tôi một lát. Xin lỗi nhé. Xin mọi người yên lặng một chút, đừng làm ảnh hưởng tới người khác thưởng thức món ăn. Chúng tôi mấy khi được gặp thần tượng, cho nói vài câu không được sao? Chúng tôi cũng là khách mà, chẳng có thành ý gì cả. Cái gì? Có phải mọi người đều muốn chụp ảnh chung với anh Hân không? Vậy mọi người có phải là nên đi trang điểm lại không? Như vậy chụp ảnh mới càng đẹp chứ. Alo, nói đi. Sếp Sở, ba tôi gửi cho anh đã nhận được chưa?
Tôi nhận được rồi, tôi đang xem. Đây là công ty quảng cáo Dương Quang Đạo của công ty gấu trúc, vẫn chưa nhận được. Nhưng mà không sao, vẫn chưa hết thời gian. Chắc là vẫn có thể tin tưởng họ. Chỉ cần nhận được, tôi sẽ nói với anh ngay. Được, cứ vậy nhé. Sếp Sở, đúng rồi, nói với anh một chuyện. Chính là người bạn thân làm dẫn chương trình tài chính của anh. Hôm nay nổi tiếng lắm đấy. Vậy là sao? Cô nói rõ ràng chút. Bạn tôi đăng tin trên mạng xã hội. Tôi đã chuyển cho anh rồi, anh tự mình xem đi. Người đàn ông ấm áp. Anh Hân, quả thật là anh rất chu đáo rồi. Đàn ông như anh thật khiến người khác không thể nào không yêu được. Tôi có thể coi đó là một lời khen không? Cảm ơn anh đưa tôi về nhà. Cảm ơn anh khiến tôi học được rất nhiều điều. Cô khách sáo rồi. Tôi cũng phải cảm ơn sự thông minh cơ trí của cô đã giúp tôi không ít, không để sự việc tối hôm nay phát triển thành sự cố. Tiễn tôi tới đây được rồi. Được. Tôi có thể có một yêu cầu hơi quá đáng không? Cô nói đi. Có thể cho tôi một cái hôn không? Anh đối với cô gái nào cũng tốt, đều chứa đầy thiện ý. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa anh và mỗi cô gái đều có một khoảng cách rất kỳ diệu. Tuy tối nay chúng ta chỉ ở bên nhau vài tiếng, nhưng tôi cảm thấy mình không thuộc tiếng người của anh. Cô gái ở trong xe cũng không phải, ai cũng không phải. Người đặc biệt đó chỉ tồn tại trong đáy lòng anh. Có những lúc phụ nữ thông minh quá sẽ rất khổ, cũng sẽ rất mệt. Cũng phải. Chúc ngủ ngon. Bye bye. Anh Hữu Ninh, anh sao thế? Không sao. Còn nói không sao, vậy tại sao chưa lái xe? Xin lỗi Lệ Lệ, anh muốn xuống xe cho thoải mái một chút. Anh Hữu Ninh, anh Hữu Ninh, anh sao thế? Anh đợi em với. Cảm ơn anh đã nghe tôi hát. Tôi thấy anh hát rất hay, đàn cũng rất giỏi. Thật sao? Anh cũng thích âm nhạc à? Có chứ. Nhưng đó là từ lúc tôi học đại học rồi. Hay là nhớ lại một chút khoảng thời gian đại học đi. Được thôi. Đừng nói, đừng mở miệng, không dám nghĩ quá nhiều. Thỉnh thoảng hỏi thăm cũng đã đủ rồi. Em nói anh đều hiểu, là người bạn tốt nhất của em, điên cuồng cùng em, buồn bã cùng em. Anh đã không thành thật, nhưng em lại không thấy. Trong nụ cười mỉm có che giấu một chút đau.
nếu như anh nói ra, sẽ mất đi hay có được cái gì? Làm thế nào để lại gần một chút, nhiều hơn một chút? Giới hạn không thể vượt qua, ái muội không thể nói ra. Ở giữa hai chúng ta lại gần thêm chút nữa. Cho dù là cảm giác hạnh phúc sai lầm, cũng không muốn mất đi khoảnh khắc này. Chàng trai ấm áp của chúng ta về rồi. Anh ngửi thấy mùi thuốc súng này. Làm sao? Anh chỉ về hơi muộn một chút thôi mà. Gọi điện thoại cho anh thì tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Em thử nghĩ xem, nếu có một đám người vây quanh em, muốn em lấy điện thoại ra quét WeChat để kết bạn, em sẽ làm thế nào? Em sẽ mở mạng xã hội cho họ xem thoải mái. Còn về WeChat, em sẽ không tùy tiện kết bạn với người lạ. Cho nên là nhưng hôm nay tin tức về anh đều là lời khen. Nếu không phải là chàng trai ấm áp thì là rất gần gũi. Nếu không thì là đẹp trai quá trời. Cũng tạm được. Có đến mức đó không? Hân Hụ Ninh, em thấy anh thật sự rất đắc ý, đúng không? Có thể nói vậy. Đúng rồi, trà bá tước trước kia của chúng ta mua, anh để đâu rồi? Trà bá tước? Nửa đêm còn uống trà bá tước làm gì? Em không sợ mất ngủ à? Em pha trà để cho tỉnh táo mà. Hôm nay, em còn phải thức đêm để xem hết hai dự án này. Ngày mai, phải có tài liệu bằng văn bản. Được thôi, về em. Cố lên, anh đi tắm trước đi. Chỉ vậy thôi à? Này, Hân Hữu Ninh. Không có đạo nghĩa. Chàng trai ấm áp cái gì chứ? Alo, sao cậu còn chưa ngủ thế? Ngày mai không cần phải đến họp ở sở môn trường kỳ sao? Còn không phải tại cậu, người ta vốn đang ngủ yên rồi, cậu lại gửi một đống tôm viên chiên tới. Kết quả giờ cậu xem, qua cơn buồn ngủ rồi, không thể ngủ lại được. Tôi biết mà, là cậu đang lo lắng cho kết quả bản thảo so sánh ngày mai phải không? Nhưng mà cậu thấy chúng ta nắm chắc phần thắng không? Đồ đầu heo. Này, hôm nay sao lại đối tốt với anh như vậy? Em không phải giống gì đã tốt vậy sao? Bỗng dưng lại ân cần, chắc chắn là có chuyện xấu rồi. Mang phương án của em ra đây đi. Đúng là anh rất hiểu em. Anh mau xem giúp em đi. Lát nữa em còn phải xem trận bóng. Nhà tư bản này, em muốn bóc lột người khác thì cũng phải để người khác thở với chứ. Được rồi, vậy thì 5 phút. Chỉ 5 phút thôi. 5 phút. Chẳng trách em có thể làm ông chủ, còn anh chỉ có thể làm kinh tế học. Em lại muốn biết nhà kinh tế học anh đây, hôm nay sao tự nhiên lại muốn tới nhà hàng đó? Đều nhờ em gái của em cả đấy. Bữa cơm hôm nay liền sơ tá anh luôn. Còn cả cái cô tiền nhiệm gì đó của em. Đợi đã, tiền nhiệm gì chứ? Em lấy đâu ra tiền nhiệm? Xem em gấp kìa. Ý anh nói là trưởng phòng thị trường tiền nhiệm Linda. Làm em giật cả mình. Em còn tưởng là ai chứ? Đúng rồi, cô Linda đó nhắc với anh về công ty quảng cáo.
tên gì nhỉ? Cấu trúc. Cô ấy nói công ty đó tuy không lớn, nhưng khả năng sáng tạo lại rất tốt. Thật à? Vậy anh mau xem giúp em. Một trong hai công ty này chính là họ. Được. Bản kế hoạch của hai công ty này em đều xem rồi chứ? Đương nhiên rồi. Vậy anh thấy hai công ty này thế nào? Lối suy nghĩ cơ bản của hai công ty này giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Là em quy định họ làm như vậy ư? Em không có. Em chỉ bảo họ mỗi bên tự làm ra một phương án. Anh cảm thấy công ty quảng cáo Dương Quang Đạo khá tốt. Quả nhiên, anh hùng có suy nghĩ giống nhau. Vậy phiền anh làm giúp em một quyết định bằng giám bản. Cần hai bản nhé. Được, vậy em đi xem bóng đây. Ngày mai, em về mua cho anh món há cảo mà anh thích ăn nhé. Quả nhiên là có quà, tức có gian trá. Trước tiên, tôi xin đại diện cho Sở Môn Trường Kỳ cảm ơn hai công ty đã bỏ ra công sức vì lần quảng cáo này của chúng tôi. Sau nhiều lần thảo luận và nghiên cứu, và căn cứ vào yêu cầu thực tế của sản phẩm chúng tôi và yếu tố quảng cáo, đoàn quảng cáo cuối cùng của lần này, chúng tôi quyết định sử dụng phương án của công ty Dương Quang Đạo. Yes, tốt quá. Chúc mừng. Nếu không phải vì họ còn chấp nhận trả phí cho bản thảo, chúng ta mới không thèm làm loại chuyện tốn công tốn tiền này. Vất vả bao nhiêu lâu như vậy, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng vẫn dụt mất đơn hàng lớn này. Nhưng cậu không cảm thấy có gì đó không đúng à? Sao cơ? Vừa rồi khi chúng ta trình bày phương án, cậu không thấy ý tưởng sáng tạo của đối phương rất giống chúng ta à? Cậu nói thế, tôi cũng cảm thấy không đúng lắm. Tôi chỉ cảm thấy không thể trùng hợp như vậy. Ý tưởng của chúng ta là do tất cả mọi người trong công ty cùng nghĩ ra. Chúng ta không sao chép của bất kỳ ai. Vậy có nghĩa là họ đang cắp ý tưởng của chúng ta? Chắc không có khả năng đó đâu. Ai mà lại tiết lộ ra được chứ? Nhân viên công ty chúng ta đều là những người gắn bó với công ty từ ngày đầu sáng lập. Tuyệt đối không thể làm gián điệp. Tôi tin tưởng họ. Nhưng thực tế chính là vậy. Cậu còn có cách giải thích nào khác không? Không biết nữa. Sếp Sở, có chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì thế? Có khách hàng đăng tin trên mạng xã hội nói dùng sản phẩm dưỡng da của Sở Môn Truyền Kỳ chúng ta đã bị dị ứng, khi tổn hại tới da, rêu rao khắp nơi. Thuê luật sư kiện chúng ta, phải làm sao đây? Được rồi, thế này đi. Trước tiên cô nghĩ cách liên lạc với khách hàng này, sau đó đưa Kỳ Kỳ tới thăm cô ta, bày tỏ ý xin lỗi của chúng ta. Chúng ta đâu có sai, sao phải bày tỏ xin lỗi chứ? Cô cứ làm như tôi đã nói. Chuyện này gây ra ảnh hưởng tiêu cực, không phải sẽ giải quyết nhanh được. Trước tiên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho khủng hoảng. Cô mau đi đi. Được. Kênh tài chính xin hỏi anh tìm ai? Chào cô, tôi muốn tìm anh Hân Hữu Ninh. Xin lỗi nhé, anh Hân đang quay chương trình, không thể nghe điện thoại của anh được. Anh có muốn để lại lời nhắn không? Về thôi đi, không cần nữa. Cảm ơn cô. Sếp Sở, chúng ta tìm được người phụ nữ đó rồi, nhưng nói kiểu gì cô ta cũng không nghe. Nói là nhất định phải kiện. Nếu không thì đưa ra một con số trên trời, bắt chúng ta bồi thường. Chắc là sau lưng cô ta có người sai khiến rồi.
Nếu không phải loại phụ nữ điêu ngoa như cô ta, sao có thể có thái độ cứng rắn như vậy được? Sếp Sở, anh xem phải làm sao đây? Ai có thể nói cho mình biết mình phải làm sao đây? Đầu sắp nổ tung rồi. Người ở tầng trên kia rơi vào đầu người khác rồi. Xong rồi. Là cô à? Của anh hả? Của tôi. Rốt cuộc tôi có thù oán gì với anh thế? Anh lại dùng cái này để ném tôi. Xin lỗi, không phải là tôi cố tình đâu. Nếu anh cố tình thì chính là cố ý mưu sát. Tội danh lớn lắm đấy. Được rồi, thật sự xin lỗi mà. Vừa rồi rơi vào chỗ nào của cô thế? Còn như số anh may mắn. Bản cô nương từ nhỏ đã tập võ, thân thủ nhanh nhẹn nên đã bắt trúng được. Cho nên chưa rơi trúng hả? Vậy cô còn tức giận như thế làm gì? Trả đồng hồ cho tôi. Trả cho anh. Không dễ dàng đâu. Cô, tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt, không có thời gian ở đây đôi co với cô đâu. Mau lên. Tâm trạng của anh không tốt à? Tôi còn chưa cho anh biết tâm trạng tôi xấu chừng nào đâu. Vậy mà anh đã kêu ca rồi. Đại tiểu thư, giờ rốt cuộc cô muốn thế nào? Chưa nghĩ ra muốn thế nào. Chỉ là tâm trạng có chút bực bội thôi. Tôi đây chạy bộ buổi tối, trên trời không có bánh ngon rơi xuống thì thôi, lại rơi xuống cái đồng hồ cũ này. Cảm ơn. May quá, vẫn còn vậy. Vừa rồi, xin lỗi nhé. Tôi không phải cố tình ăn nói hung dữ gì đâu. Vì ra cô cũng sống trong khu này à? Chúng tôi lấy đâu ra tiền sống ở khu biệt thự giàu có này? Tôi sống ở gần đây thôi. Vì tích khu này có nhiều cây xanh và không khí trong lành nên thường đến đây chạy bộ thôi. Vậy à? Hai chúng ta đứng ở đây nói chuyện hình như có hơi kỳ lạ. Hay là mời cô lên nhà tôi uống gì đó? Để hôm khác đi. Giờ này mà vào nhà người khác cũng phải. Muộn thế này rồi, mời một cô gái lên nhà đàn ông đúng là không thích hợp lắm. Tôi xin lỗi cô. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi lên trước đây. Chúng ngủ ngon. Sao thế? Nếu anh không có việc gì, hay là chúng ta ra giường qua ngồi một lát? Tôi đang muốn tìm một người để nói chuyện. Được, không thành vấn đề. Thiên Kỳ, anh về rồi. Thiên Kỳ. Thiên Kỳ. Muộn thế này rồi, Thiên Kỳ còn đi đâu nhỉ? Lần này không thể hợp tác với công ty của các cô, tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng mà cô phải thừa nhận, sáng tạo của họ quả thật cao hơn các cô một bậc. Nhưng mà anh không cảm thấy các suy nghĩ của hai công ty chúng tôi giống nhau tới mức đáng kinh ngạc ư? Anh không thấy có gì đó kỳ lạ sao? Cô đang muốn nói với tôi là công ty của đối phương có khả năng ăn cắp ý tưởng của các cô sao? Lẽ nào không có khả năng này? Vậy thì cô cũng nên điều tra trong nội bộ của công ty cô, xem có phải có người tiết lộ ý tưởng của các cô không. Công ty chúng tôi tham gia dự án này đều là một số ít những nhân viên cốt cán lâu năm. Không thể có loại người ăn cây táo đào cây sung như vậy.
Theo ý cô nói thì là có người của công ty chúng tôi. Không đúng. Đề án của họ nộp sớm hơn của các cô mà. Vậy thì lạ thật đấy. Anh còn nhớ đề án của đối phương được gửi tới hộp thư của các anh đại khái là khoảng thời gian nào không? Để tôi nghĩ xem. Vào khoảng hơn 7 giờ tối thì phải. Lúc đó tôi đang định về nhà. Họ liền nói với tôi, họ mới nhận được email của công ty Dương Quang Đạo gửi tới. Lúc đó tôi còn đặc biệt hỏi, vậy còn gấu trúc thì sao? Họ nói vẫn chưa nhận được. Không đúng. Rõ ràng buổi chiều hôm trước, khi rời khỏi công ty, tôi đã gửi rồi mà. Không tin anh xem đi. Tôi giờ hòm thư bằng điện thoại cho anh xem. Anh xem đi. Sở môn truyền kỳ, 5 giờ 38 phút chiều. Cô chắc chắn là gửi tới hòm thư của phòng thị trường của chúng tôi không? Đúng mà. Anh kiểm tra một chút sẽ biết ngay email của tôi là gửi sớm hơn. Nhưng tôi không biết mật khẩu của hòm thư phòng thị trường chúng tôi. Bởi vì đó có Lục Na quản lý. Cho tôi mượn điện thoại của cô một lát. Alo. Alo, Kỳ phải không? Mật khẩu hòm thư của phòng thị trường chúng ta là gì? Tôi không rõ lắm, vì việc đó đều do Lục Na quản lý. Để tôi giúp anh hỏi cô ấy nhé. Được, vậy cô hỏi giúp tôi, rồi gọi điện cho tôi ngay. Cảm ơn. Nếu thực sự là do người của công ty chúng tôi giở trò, thì thực sự có chút xin lỗi các cô rồi. Tôi chỉ muốn có một câu trả lời. Tôi biết nghiệp vụ quảng cáo bây giờ rất khó làm. Rất nhiều công ty quảng cáo không muốn nhận đơn hàng thiết kế hay là sáng tạo. Nhưng giờ tôi chỉ cần nghĩ đến vẫn còn ý tưởng mới, thì tôi sẽ thấy cực kỳ hào hứng. Có lẽ đây là lòng nhiệt tình đối với chị quảng cáo. Có phải là tôi quá ngốc không? Hơi hơi. Nhưng như vậy cũng không có gì là không tốt. Có thể làm gì mà mình thích là một niềm hạnh phúc. Đâu giống tôi. Giờ việc tôi làm cũng không phải là gì tôi thích. Nhưng mà là trách nhiệm của mình bắt buộc phải gánh vác. Cho nên cũng đành phải nghiến răng mà chống đỡ thôi. Quá ra anh còn nhiều điều bất khả kháng vậy. Đúng thế. Chim mệt cuối cùng đã về tổ rồi. Anh đừng hỏi nữa. Một lời khó nói hết. Vừa rồi em đã chỉnh lại đồng hồ cho anh. Không cẩn thận đánh rơi xuống bên dưới. Kết quả suýt chúng nữa rơi trúng người khác. Anh đoán xem người đó là ai? Thần tài à? Em cũng mong thế. Tiếc là gần đây vận may không tốt lắm. Suýt nữa là rơi trúng. Anh đang ăn kem à? Đúng thế. Anh đang ăn loại kem rất ngon. Đáng tiếc, anh rất hào hứng mua về cho em. Nhưng lại chỉ có không khí chào đón anh. Hân đại nhân, em sai rồi. Anh muốn phạt em thế nào cũng được. Em cũng muốn ăn, anh cho em một miếng đã. Anh mua tổng cộng 2 cái. Nhưng lúc em không có ở nhà, anh liền ăn một mạch, hết cả 2 cái còn lại luôn rồi. Sao có thể chứ, anh lừa em. Hân Hữu Ninh, anh thật sự ra tay thế được à? Đương nhiên, anh không chỉ ra tay được mà còn ăn được. Anh không cho em thì em không biết cướp à? Vốn là anh định đưa cho em rồi, sao lại cướp chứ? Ngon quá đi mất. Bình thường không thấy em nóng vội như vậy. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh đã xem mạng xã hội Weibo hôm nay chưa? Trưa nay lúc ăn cơm anh đã thấy rồi. Em xử lý thế nào? Em vốn định cho cán bộ cấp cao phòng thị trường mang theo cấp dưới đến gặp người đó muốn thỏa thuận riêng. Nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại đưa ra yêu cầu bồi thường giá trên trời. Hơn nữa còn nói nếu không bồi thường thì nhất định sẽ kiện. Hôm nay em đã họp cả ngày với quản lý cấp cao mà vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết. Cho nên cả ngày nay em mới sốt ruột tìm anh, muốn nghe ý kiến của anh. Vừa rồi anh lái xe về, anh cũng đã suy nghĩ rồi. Cô ta đang trên mạng chính là để điều hướng dư luận.
Nếu đã như vậy, chúng ta cũng có thể dùng cách gậy ông đập lưng ông. Đúng rồi. Nếu mà anh Trường Tông thì không ai rõ hơn anh. Nhưng bây giờ thời đại Internet mà, ai ai cũng có thể nói bừa trên mạng. Hơn nữa có rất nhiều cư dân mạng thích xem ồn ào, sự việc dễ lan tràn. Nên anh nghĩ chúng ta vẫn phải nghĩ cách chu toàn một chút. Vậy nhờ anh nghĩ giúp em đi. Lần này em hoàn toàn dựa vào anh đó. Sở Thiên Kỳ em có thể lười hơn nữa không vậy? Em thực sự không nghĩ ra mà. Hơn nữa anh thông minh hơn em nhiều mà. Hay là em giao công ty cho anh quản lý cho xong. Em nghiêm túc đấy. Nếu như về quản lý công ty thì chắc chắn anh giỏi hơn em nhiều. Không được. Thiên Kỳ, anh thấy quan hệ giữa chúng ta thuần túy một chút thì tốt hơn. Lỡ như liên quan đến lợi ích kinh tế, anh lo là tương lai của chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh không biết trước được. Nhưng mà em... Thiên Kỳ, em đã quên trách nhiệm mà em nói trước khi quay lại ư? Tuy anh rất thích cảm giác em dựa vào anh, anh cũng rất vui được làm hư em. Nhưng trách nhiệm của mỗi người đều phải do chính mình cảnh giác. Về điểm này, anh không thể giúp em, cũng không có cách nào giúp em. Biết chưa hả? Nghe đi. Sếp Sở, mật khẩu hòm thư chung của phòng thị trường là CMCQ1118. Con số phía sau là ngày thành lập công ty, là ngày 18 tháng 11. Tôi nhớ đã từng nói với anh. Sao thế? Quả nhiên là người bên trong dở trò. Hồ Ninh, anh xem, đây là hòm thư đến công ty em. Bên trong có đề án của hai công ty đều bị xóa rồi. Là bản kế hoạch của hai công ty quảng cáo mà tối hôm đó em đã đưa cho anh xem sao? Không phải anh còn hỏi tại sao ý tưởng của hai công ty lại giống nhau như vậy? Kết quả là bên trong công ty em có nội gián, tiết lộ bí mật của một công ty cho công ty còn lại. Công ty còn lại liền dựa trên nền tảng đó nâng cao một chút, cho nên đã được chọn. Vậy giờ em định làm thế nào? Em định bắt cô ta cho em một lời giải thích. Anh thấy không nên vội. Anh nghĩ về chuyện em cần giải quyết nhất chính là vấn đề khó khăn mà công ty gặp phải. Bởi vì nó có liên quan đến gì giang sơn trong tay em có đứng vững hay sụp đổ. Còn việc này anh nghĩ có thể giải quyết sao? Bởi vì người phụ nữ này tâm cơ rất nặng, em cần phải đề phòng cẩn thận. Được, em hiểu rồi. Thế này đi, chiều mai em tới đài truyền hình tìm anh. Anh giới thiệu một nhà sản xuất chương trình cho em. Xem có thể tận dụng cơ hội này, thông qua một bộ phận quan hệ công chúng, biến chuyện xấu thành chuyện tốt, tăng thêm danh tiếng cho công ty. Được, ý hay đấy. Vậy mai em sẽ đến đài tìm anh. Đơn hàng của bên Lục Hòa mất rồi. Nghe nói là công ty của em trai bộn với sếp bên đó đã làm mất. Xưởng in lại tới đòi tiền. Đã xin khớp một tuần rồi. Giám đốc xưởng in kêu nghèo kêu khổ trong văn phòng của tôi suốt một buổi chiều. Còn nữa, người bạn mà bạn học của A Phong của cô giới thiệu chẳng đáng tin chút nào. Còn chưa bàn công việc đã đòi tiền chiết khấu giá trên trời. Còn nữa, chủ nhà nói tiền thuê nhà từ tháng sau sẽ tăng lên. Thiên Kỳ, thật xin lỗi nhé, lát nữa anh còn phải quay chương trình, chắc anh không thể đi cùng em được rồi. Được, không sao. Em chở xe cũng được. Em nghe nhạc, nghỉ ngơi một lát. Anh quay xong thì gọi cho em. Được. Như vậy nhé. Bye. Việc giải quyết mãi không hết.
Đó không phải là từng ý sao? Ôi, chân của tôi. Cô kia, sao lại đâm người khác như vậy? Rõ ràng là ông đâm vào tôi. Sao ông lại vô lý như vậy? Mọi người đến mà xem này. Đâm người xong định chạy. Để xem bây giờ người ăn dạ đòi tiền như thế nào. Chân của tôi. Ôi, con của tôi. Con yêu của mẹ. Con mà bị làm sao thì mẹ cũng chết cùng con cho xong. Chịu cô rồi còn nghĩ ra được chiêu này cơ đấy. Cô có thai à? Còn chưa được 3 tháng đâu. 3 tháng nữa. Bụng của tôi. Cô gái xin lỗi nhé, tôi không sao rồi. Cô làm sao thì tìm người khác nhé. Tôi không gánh nổi đâu, tôi đi đây. Mày có làm sao không?